Các bạn hãy xem nội dung mô tả video để biết thêm chi tiết. Hậu để lộ loạt hình, đi du lịch chào hè cùng phó nhé xịn sò binh. Mỗi lần châu bùi đăng ảnh đều bị các thánh soi bắt chi tiết liên quan đến bạn trai. Thậm chí, có lần cô nàng phải lên tiếng năng nỉ nét ti ren chỉ nên chú tâm vào nhân vật chính chứ đừng để ý người chụp và hậu trường. Đặc biệt, sau khi bức ảnh được bồ nắm tay hững hờ vi khắp mạng xã hội, châu bùi tự tạo trên chụp ảnh, sống ảo mới luôn khoe loạt khoảnh khắc lấy ngón tay làm tiền cảnh để cho ảnh thêm nghệ thuật, Châu Bùi chia sẻ, khi bạn đi du lịch chụp ảnh đẹp, nhưng mọi người chỉ quan tâm có ngón tay lạ nào trong khuôn hình không. Vậy thì tay đây nhé, Châu làm tiếp đây. Không biết lần này chủ nhân của ngón tay đang làm phó nháy, cho Châu Bùi là ai mà trông cô hớn hở và tươi tắn đúng chuẩn phụ nữ hạnh phúc thế kia. Chắc Châu Bùi đang muốn thử thách các thánh soi đây mà. Hậu bị soi, hình, hẹn hò trong chuyến du lịch biển. Châu Bùi giận quá nên giờ ảnh nào cũng có tay lạ luôn, ai thích soi thì soi. Trong chuyến du lịch vừa rồi, cả hai còn bị soi khoảnh khắc cùng về quê nuôi cá và trồng thêm rau. Châu Bùi cứ thả thính, Liên Hồi thì hỏi sao dân tình dần dần gọi tên Binh